Chào các bạn ha. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái bài giảng thứ hai về điện từ, liên quan đến một cái khái niệm mà chúng ta sẽ làm bài tập cũng khá nhiều, là độ tự cảm. Thì cái độ tự cảm L này thì chúng ta đã gặp nó ở chương trình vật lý 12 rồi, nó cũng không có quá xa lạ với chúng ta. Tuy nhiên cái ý nghĩa của nó thì có lẽ phải nhắc lại một tí ha. Giả sử như chúng ta có một cái vòng dây như này đi, nói nôm na cái mạch như này, thực ra giả sử chúng ta có một cái vòng dây như này, thì cái khái niệm độ tự cảm tức là sao? Khi mà cái vòng dây này có dòng điện chạy qua đó, thì cái dòng điện này nó sẽ sinh ra các từ trường, đúng chưa, xuyên qua cái vòng dây này. Thì khi từ trường xuyên qua cái vòng dây này, xuyên qua chính cái mạch đó, xuyên qua chính cái mạch đang có dòng điện chạy qua đó, thì nó tạo ra một cái giá trị tự thông xuyên qua cái mạch kín này, đúng chưa. Nếu mà chúng ta xét cái ở vị trí trung tâm của cái vòng dây thì là từ trường đi từ trên xuống theo cái chiều dòng điện này, thì nó là đi từ đi từ trên xuống, đúng rồi. Thì từ trường khi mà đi từ trên xuống thì tạo ra một cái từ thông, nhưng mà không phải chỉ ở vị trí trung tâm, tất cả những vị trí xung quanh nó cũng sẽ có cái giá trị từ trường đi xuống, và vì thế nó cũng sẽ có giá trị từ thông xuyên qua chính cái vòng dây đó. Vậy thì cái giá trị từ thông chúng ta thấy rõ ràng nè. Cái giá trị B ấy, các bạn còn nhớ cái giá trị B ở trung tâm không? B ở trung tâm nó liên quan đến hàm bậc nhất của cường độ dòng điện đi qua mạch. Vậy thì những cái vị trí xung quanh khác trung tâm thì sao? Thì nếu mà chúng ta đã từng làm bài tập đó rồi thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó sẽ tỷ lệ với cường độ dòng điện thật. Thì cái giá trị từ trường á, đi qua cái mạch này nè, nó sẽ có một cái tỷ lệ với độ lớn của cường độ dòng điện. Và tùy vào cái hình thái của cái mạch này, hình vuông, hình tròn hay nhiều vòng, một vòng, mà chúng ta sẽ có những giá trị từ thông khác nhau. Thì từ thông bản chất của nó chính là gì? Là từ trường đem nhân với lại diện tích của cái khung dây. Cho nên về cơ bản cái từ thông nó cũng sẽ phụ thuộc vào cường độ dòng điện theo một hệ số nào đó. Từ thông nó sẽ liên quan đến cường độ dòng điện theo một hệ số nào đó, và cái hệ số này nè chắc chắn nó sẽ liên quan đến gì? Liên quan đến diện tích khung dây, liên quan đến dạng khung dây, liên quan đến thậm chí là vật liệu bên trong cái làm khung dây, nếu chúng ta có cái lõi bằng sắt non hay gì đó là như thế. Thì cái giá trị gọi là tỷ lệ này nè, thì tôi đặt ra một cái định nghĩa, nó chính là cái gì? Là giá trị tự cảm của cái mạch điện đó, giá trị L tự cảm. Thì xuất phát từ cái định nghĩa này á, chúng ta thấy nè, theo điều luật Faraday ha, số điện đồng cảm ứng xuất hiện khi mà dòng điện ở đây biến thiên, thì từ thông xuyên qua sẽ biến thiên. Vậy thì số điện đồng cảm ứng nó sẽ bằng là trừ d phi trên dt, mà L là hằng số, nó là giá trị tự cảm liên quan đến khung dây thôi. Thì nó là hằng số đưa ra ngoài, chúng ta có trừ L nhân với dy chia dt. Thì cái bây giờ chúng ta xét thử L trong một cái khung dây, giả sử những cuộn solenoid hình trụ thì thế nào? Thì cuộn solenoid hình trụ thực ra nó xuất phát từ một cái bài toán gọi là tính cái cảm ứng từ B gây ra bởi một vòng dây, một vòng dây thôi nha, tại một điểm cách cái bề mặt vòng dây là ví dụ như là khoảng cách là h thôi đó, và là ra khỏi trung tâm với khoảng cách L nhỏ thôi đó, chẳng hạn vậy. Thì chúng ta khi mà chúng ta tính cái bài toán đó, chúng ta tích phân nó hết lên, thì chúng ta giả sử rằng nếu mà chúng ta có không phải một vòng dây mà là vô số vòng dây dọc theo cái chiều dài đó, thì người ta chứng minh được rằng là từ trường bên trong của cái cuộn solenoid hình trụ là đều, và giá trị của nó chính là bằng như thế này: B bằng mu không đem nhân với số vòng dây đem chia cho chiều dài cái khung dây. Giả sử đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, giả sử 6 vòng dây đi, trên một chiều dài ví dụ như là 1mm, thì nó là 6 chia cho 10 trừ 3 nhân với cường độ dòng điện đi qua cái vòng dây này. Đấy, thì cái giá trị từ trường B nó nằm ở trong cái khung dây á, nó là như vậy. Trong cái lõi của cuộn solenoid là như vậy. Vậy thì từ thông tính là sao? Từ thông nó chính bằng là B nhân với A. Mà ở đây á, diện tích á, khi chúng ta xem xét cái bài toán diện tích á, thì nó không phải là 1A đâu các bạn. Đây là diện tích của, đây là từ thông xuyên qua một vòng dây thôi. Một vòng dây chỗ này thôi. Và đây chúng ta lại có là NA, nên toàn bộ cái gọi là giá trị điện từ thông này nè, chúng ta phải nhân thêm một cái N, nó sẽ N bình phương. Đúng chưa? Và chúng ta có nè, nếu như vậy thì L bằng gì? Bằng phi đem chia cho Y. Nhớ là nhân N vào đây nè. Nhân thêm N vào đây, tại vì chúng ta có N vòng là chúng ta không phải là chỉ có một vòng. Cho nên là giá trị độ tự cảm của cuộn solenoid hình trụ nó sẽ có giá trị như thế này, công thức như thế này. Tất nhiên nếu mà cuộn solenoid nó được uốn cong thành cái khoanh tròn đó, một cái khuyên tròn đó, thì giá trị tự cảm sẽ rất là khác, công thức cũng sẽ rất là khác, các bạn phải tính toán lại. Tại vì chúng ta phải tính toán lại cái điện thông
cái từ thông xuyên qua, và từ đó chúng ta mới tính ra được cái độ tự cảm mới. Thì đây là cái độ tự cảm mà chúng ta tính theo cái gọi là hình dạng của một cái cuộn solenoid có rất nhiều vòng. Bởi mà thấy là n chia l thì nó là mật độ vòng trên một 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 mét. Để chúng ta có là 10.000 vòng trên một mét, thì người ta lấy thân người ta muốn làm được cái chuyện đó thì người ta nhân thêm một cái l ở đây, thì ở trong này chúng ta biến thành n bình chia cho l bình, thì nó bằng là mật độ vòng dây theo chiều dài, và diện tích của một vòng dây nhân với chiều dài của cái ống solenoid, thì nó chính là thể tích bên trong của cuộn solenoid. Đôi khi người ta dùng cái công thức này người ta tính. Thế thì năng lượng từ trường mà chúng ta có trong một cuộn solenoid làm sao để có công thức? Các bạn nhớ với công thức này là chúng ta gặp ở lớp 12 này. Nhưng các bạn đã bao giờ tưởng tượng là ở đâu ra cái này thì năng lượng mà tích trữ trong cuộn solenoid, giả sử nha, tôi nói giả sử cái này trở thành một cuộn solenoid, tôi bỏ cái nguồn này đi nha, tôi bỏ cái nguồn này đi. Giả sử chúng ta có một cuộn solenoid ở đây, ở đây có cái điện trở R đi, thì cuộn solenoid này ban đầu đang có một dòng điện là I chạy qua. Vậy làm sao tính được cái năng lượng đang tích trữ trong cuộn solenoid này? Chúng ta thấy là cái dòng điện I này chạy qua cái mạch này, thì có cái điện trở R, điện trở R này nó sẽ gì? Nó sẽ tỏa nhiệt, nó sẽ lấy mất năng lượng của cái tích trữ ban đầu trong cuộn solenoid này để tỏa nhiệt. Vậy thì nếu chúng ta tính được toàn bộ năng lượng tỏa nhiệt của cái điện trở này, thì chúng ta sẽ có cái năng lượng ban đầu tích trữ được của từ trường của cuộn cảm thôi, đúng không? Vậy thì làm sao tính được năng lượng tỏa nhiệt? Thì chúng ta biết công thức tính công suất tỏa nhiệt là gì, là U nhân I, là E nhân I, U nhân I, U hai đầu cái cuộn cảm này, cái là hai đầu cái điện trở này nhân với I, đó là công suất. Và chúng ta muốn tính nhiệt thì chúng ta tính gì? U nhân I nhân dt, đúng chưa? Mà I thì bằng gì? U nhân I nhân dt, U thì nó bằng E này, thì bằng là trừ L nhân DI chia DT rồi nhân với I nhân với DT, DT mất này, còn là L nhân I nhân DI, đúng chưa? Và chúng ta tích phân gì? Chúng ta tích phân từ lúc ban đầu nó có cường độ dòng điện lớn nhất là I cho đến khi gì? Cho đến khi nó mất hết năng lượng, tức là trong mạch không còn dòng điện nữa, tức là tích phân từ từ I cho đến không, và chúng ta sẽ tính được cái năng lượng tỏa nhiệt của thằng này. Thì đó là trừ là L là I là nhân DI, là tích phân cái đó từ I cho đến không, thì chúng ta quay trở lại công thức này thôi. Như vậy chúng ta tính được năng lượng tỏa nhiệt của cái điện trở, thì chúng ta cũng sẽ có là theo điện độ tỏa năng lượng thì nó sẽ bằng cái năng lượng ban đầu tích trữ của cuộn cảm, cho nên chúng ta có cái giá trị là E bằng 1 phần 2 L I bình phương, rất là logic về mặt gọi là tính toán thôi. Thì cái bài toán á, chúng ta nhớ nè, tất cả những công thức mà chúng ta gặp ở trong cái slide này nó đều là cái công thức liên quan đến cái cuộn solenoid hình trụ, chỉ trừ cái công thức định nghĩa này là không có, nó sẽ liên quan tất cả mọi cuộn solenoid, còn đây hầu như đều từ đây trở xuống đều là liên quan đến cuộn solenoid hình trụ. Thì nếu như người ta bài toán người ta khó hơn là cho cuộn solenoid hình vuông, solenoid không phải hình cylinder, không phải là hình trụ như này, mà là rất nhiều vòng nhưng mà lại được uốn cong thành cung tròn như thế này, thì các bạn bắt buộc phải tính lại từ cái định nghĩa này, và tính lại từ cái B này, các bạn phải tính được cái B và toàn bộ cái từng thông xuyên qua cái mặt mặt đó từ đầu. Bài toán nó sẽ rất là khó luôn nha, không phải dễ một tí nào đâu. Rồi, cảm ơn các bạn.